Xin chào, trước khi vào video ngày hôm nay thì mình có một thứ để cho các bạn xem. Thật ra nó là hai thứ. Xin giới thiệu với các bạn hai đôi giày mà mình thích nhất trên cái thế giới này. Đó chính là Kobe 9 BHM và Kobe 10 All-Star. Có rất nhiều bạn hỏi mình là hai cái đôi giày ở trên cái giá đằng sau lưng anh là gì. Và bây giờ các bạn đã biết rồi nhé. Mình mua hai đôi giày này và không có một tí ý định nào xỏ nó vào chân mà đi ra ngoài đường cả. Mua chỉ để bày thôi. Và mong vừa rồi đã trả lời được câu hỏi của các bạn về hai đôi giày này. Tất nhiên là nếu các bạn quan tâm. Intro thôi. Đùa vậy thôi chứ trong video hôm nay chúng ta sẽ không nói về giày đâu. Mà chúng ta sẽ nói về năm đồ vật cực kỳ ngớ ngẩn. Nhưng mà nó sẽ giúp cho công việc làm phim và chụp ảnh của các bạn dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Chúng ta bắt đầu thôi nhé. Đồ vật đầu tiên đó chính là những miếng Velcro như thế này. Nếu mà các bạn không biết Velcro là cái gì thì đây nhé. Hiểu rồi đúng không? Rồi, vậy với những miếng Velcro này chúng ta có thể dùng để làm gì? Thường ấy thì mình vẫn dùng nó để giữ những đồ vật đáng lẽ nên ở cạnh nhau. Ở cạnh nhau. Để nói một cách dễ hiểu hơn ấy thì nó như thế này này. Ví dụ bình thường mình hay dùng ổ cứng cắm vào laptop để edit video hay crop ảnh. Nhưng mà nhiều lúc thì đi ra ngoài đường không có chỗ để đặt ổ cứng xuống. Cắm vào xong chả biết đặt nó ở đâu. Và đây chính là lúc mà chúng ta cần dùng những miếng Velcro đấy. Thường thì mình sẽ có một miếng dán sẵn ở trên mặt của máy tính. Còn một miếng còn lại mình sẽ dán lên trên chiếc ổ cứng. Lúc này thì mình chỉ việc cắm ổ cứng vào và dính ổ cứng lên trên máy tính của mình. Rồi, vậy là quá gọn và tiện đúng không? Những cái miếng Velcro này các bạn cũng có thể dùng vào rất nhiều mục đích khác. Dán lên rất nhiều đồ vật khác rồi dính chúng nó vào nhau cho nó gọn. À, và mình mua những miếng Velcro này ở bên văn phòng phẩm. Chắc là chỉ khoảng 40-50 nghìn gì ấy thôi. Rồi, đồ vật thứ hai mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đó chính là những cái miếng dán như thế này này. Đây hoàn toàn những miếng giấy bình thường có tí băng keo ở đằng sau. Các bạn có thể bóc nó ra. Đây, nó hoàn toàn như thế này thôi. Rồi sau đó các bạn có thể dùng những cái tag như thế này nhé. Để dán lên những cái đồ vật của các bạn và đánh dấu. Ví dụ như mình hay dán lên trên pin máy ảnh và đánh dấu 1 hay 2. Để biết được là mình đã dùng hết cục 1 hay cục 2. Hoặc là mình sẽ dán lên để đánh dấu những chiếc thẻ nhớ của mình. Các bạn cũng có thể dùng những miếng tag này để gọi là đánh dấu lãnh thổ với những đồ vật của các bạn. Vậy là không sợ mất rồi đúng không? Cái đồ vật đần độn thứ ba mà mình sẽ giới thiệu với các bạn ấy, đó chính là đây. Đây là một cặp cap body và cap lens. Như trong cái video về lau máy ảnh hồi trước mình có nói thì mình rất hay làm mất những cái cap lens và cap body này. Vậy là thường mình sẽ chuẩn bị trước một vài bộ. Các bạn có thể mua những này trên Lazada hoặc là Tiki hoặc là ra cửa máy ảnh. Cũng rất là rẻ thôi, có mấy chục nghìn thôi. Mua về thì ngoài việc dùng những cái nắp này để đóng vào máy ảnh, đóng vào lens thì các bạn có thể dùng nó để cất thẻ nhớ hay cất những đồ vật nhỏ nhỏ. Ví dụ nhá, nếu như các bạn giống mình ý và có nhiều hơn một chiếc thẻ nhớ và không phải lúc nào nó cũng nằm bên trong cái máy ảnh. Các bạn chắc chắn sẽ không muốn cứ mấy cái thẻ nhớ bé bé này vứt vào trong túi máy ảnh. Để đến một lúc không bao giờ các bạn tìm ra chúng nó nữa. Thì các bạn có thể dùng những cái nắp lens và nắp body bé bé này, sau đó nhét những cái thẻ nhớ vào đây. Rồi đóng nó lại. Như vậy đó, chỉ việc cứ thế này vứt vào trong túi máy ảnh và không bao giờ các bạn sợ mất thẻ nhớ máy ảnh nữa. Trừ khi các bạn vứt cái đống này linh tinh và mất hết thẻ nhớ luôn. Còn không thì ok rồi, không sao, quá tiện đúng không? Sang với đồ vật tiếp theo. Đồ vật tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là một chiếc hot shoe converter như thế này. Các bạn chỉ việc lắp này vào phần hot shoe của máy ảnh. Sau đó các bạn có thể lắp gần như tất cả mọi thứ lên trên máy ảnh của các bạn. Ví dụ như là lắp một bộ thu tiếng, lắp một cái đèn hay thậm chí là lắp một cái máy ảnh khác lên trên máy ảnh của các bạn. Đồ vậy thôi chứ thật ra mình vẫn hay dùng cái hot shoe converter này để lắp một cái đèn lên trên máy ảnh của mình phòng trường hợp khi mình đi quay nó quá tối. Sang với cái đồ vật ngớ ngẩn cuối cùng mà mình giới thiệu cho các bạn ấy thì đó chính là những miếng gel màu như thế này. Các bạn chắc sẽ hỏi mình là những cái miếng gel màu này thì làm được cái gì. Thì cơ bản nó là như thế này nhá. Các bạn có nhìn thấy cái đèn da cam ở trong góc kia không? Nếu mình không thích nó chiếu màu da cam ấy thì mình có thể dùng một miếng giấy màu như thế này và đổi nó thành màu xanh nước biển. Tất cả những gì các bạn cần làm chỉ là kẹp cái miếng giấy đấy vào cái nguồn sáng của các bạn. Và đó. Không còn màu da cam nữa rồi nhưng mà chưa rõ màu xanh lắm đúng không? Ví dụ khác nhá. Các bạn hãy nhìn cái đèn bên này đi. Các bạn đang thấy nó màu hơi xanh xanh tím tím đây đúng không? Mình có thể biến cái màu này thành màu khác nhờ vào những cái miếng giấy màu đó. Ví dụ nhé. Đỏ hoặc là xanh lá cây hoặc là hồng nữ tính như thế này. Và những cái tấm giấy màu vừa rồi mình bảo các bạn ấy, nó không phải chỉ dùng để đổi màu đèn đâu nhé. Các bạn có thể dùng
tất nhiên vẫn để đổi màu đen, nhưng mà để dành để chụp những bức chân dung trông ví dụ như này chẳng hạn. À, và các bạn quay phim cũng có thể dùng những tấm giấy màu này đắp lên nguồn sáng để tạo những hiệu ứng kiểu về màu sắc khác biệt hơn trong những thước phim của các bạn. Và vậy thôi, vừa rồi là 5 đồ vật mà mình nghĩ sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn quay phim hay chụp ảnh dễ dàng hơn rất rất nhiều. Rồi, và trước khi chúng ta tắt cái tab YouTube đi, các bạn hãy nhớ là chúng ta có thể like video ở phía dưới này, chia sẻ nó ra nếu các bạn thấy nó có ích. Và cũng đừng quên bấm subscribe ngay ở dưới này nhé. Còn bây giờ thì bye bye.